Hello, chào các nhà nhé. Hôm nay mình bắt đầu mình quay cái cầu thang lượn này đẳng cấp. Các bạn xem nhé. Mình độ mình đạt đến bao nhiêu thì mình đóng bấy nhiêu, mình quay lên. Đây cho các bạn xem. Đây, đây là phần cốt pha coi như là tạm ổn. Bây giờ mình bắt đầu tiếp tục mình bẻ sắt, mình đi đan sắt nhé. Các bạn. Giờ mình chúc thì mình đan sắt, mình nói với các bạn cầu thang lượn, cầu thang này là rộng tới 2 mét, mình quay đi đây là hơi nhỏ 2 mét, nhà cao 5 mét, 29 bậc, cầu thang này rất chi là cao, mặt bậc 40. Đây là phần sắt, các bạn xem phần sắt mình đã đi được, đã tải được một lớp sắt dọc. Đây một lớp sắt dọc nha các bạn. Các bạn xem nha. Đây lớp sắt dọc phi 12 và phi 14. Tới mười mấy cây mình không mới kiếm rõ. Mình là 14, 15 cây gì đó. Là một lớp. Này tới 2 lớp sắt. Đây, lượn lên trên đây. Bê tông 10 phân nha các bạn. Đây thì đông người phân nha. Bây giờ mình đang đi cái lớp sắt này xong là bắt đầu là mình đến phần bê tông nha. Đây các bạn xem rồi. Đây lượn cái này ha, đầy đủ đẳng cấp chưa các bạn? Đấy, xem thì like và share cho mình dùng nha. Bắc này đặt kêu là nhà cao cửa rộng. Đấy, bây giờ nhà này rất chi được cao, cao tới 5 mét mà rộng 14 mét, dài 18 mét, một cái biệt phủ cực kỳ rộng và hoành tráng các bạn. Bây giờ bắt đầu là anh em mình sẽ tiến hành bô sắt ngang nhé các bạn. Rồi thì anh em mình bắt đầu bô sắt ngang nha. Thì các bạn xem like chia sẻ cho mình nha. Đây bây giờ là bộ đã bù. Đây là đấy, cầu thang lượn sắt ngang sắt dọc xong. Nhà rất chi là cao, cầu thang rất chi là sâu to. Sắt ngang sắt dọc thì đều tầm thấp. Vật như cái chỉ. Các bạn thấy không? Toàn cảnh cầu thang. Trang. Thì anh em 29 mà xem thấy anh em mình làm tốt mà khổ thì cho like và chia sẻ bạn cho thấy dữ dằn chứ. Cùng xem nha các bạn. Thì mọi người biết đến video của anh em mình để anh em mình ngày anh em mình đi làm anh em mình quay lên cho các bạn xem ha. Các bạn chỉ vô chia sẻ bình luận thoải mái ha, mình sẽ trả lời các bạn từng người một nha. Ai mà muốn đóng cầu thang đẹp như thế nào thì vô chữ bình luận lên rồi mình sẽ trả lời nha các bạn. Đây là mình chuyên về cầu thang các bạn. Chuyên về cầu thang không, mình chỉ có làm cầu thang và đá hoa cương nha. Đây các bạn nhìn thấy ha. Đây, mình quay các bạn chỉ tỉ mỉ, còn cái đóng lúc đóng thì mình rất bận, nhưng có hai anh em mình làm nên mình không có thể là quay được quá. Đây mình đã tân thành để bắt đầu chuẩn bị đổ bê tông. Đây, thành mình đã tân xong. Đây bê tông dài 12 phân nha các bạn. Sắt 2 lớp. Đấy. Bạn thấy anh em mình làm sắt vậy có được không? Anh em cứ thoải mái góp ý và cho mình nha. Mình muốn anh em góp ý để mình làm công trình một ngày càng tốt hơn. Đây là ở Phú Riềng nha bạn, một biệt phủ ở Phú Riềng nha. Phú Riềng. Này ở Phú Riềng nha. Ai chưa vào xem chia sẻ cho mình nha. Đăng ký kênh chia sẻ cho mình nha các bạn ơi.
Bây giờ đến tiết mục đổ bê tông, xe bê tông đã tới rồi này. Các bạn đã thấy công trình nào mà đổ bê tông mà có xe nâng bê tông lên để đổ chưa? Công trình anh em mình làm có xe nâng bê tông lên đổ luôn rồi. Bây giờ hiện đại đấy. Các bạn nhìn này, xe đang bơm vô xe nâng ha. Xe bồn đang bơm vô xe nâng để nâng lên đổ. Đấy. Bạn thấy không? Đấy. Mình làm cái gì thì làm thì nó phải có bài bản thì nó đẹp được, nó bị chuẩn mực được. Chứ không mà không làm không bài bản, chất lượng công trình không đi đến đâu. Bạn thấy không? Xe nâng này, rồi xe nâng này. Rồi xong bắt đầu xe nâng chạy lên, nâng lên. Bạn thấy chưa? Xe nâng chạy lên, nâng lên đây. À, các bạn thấy anh em mình làm hay nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho anh em mình nha. Cảm ơn các bạn rất chia nhiều. Đấy, các bạn thấy không? Xe đang nâng lên. Đấy. Bây giờ đổ bê tông đã xong. Các bạn thấy đây. Đây. Bây giờ mình đổ cầu thang lượn như vậy. Ok, đổ từ trên xuống dưới. Thấy không? Nó vuốt làm mặt xong xuôi rồi đấy. Bạn thấy thì cứ bình luận và chia sẻ nha. Anh em mình sẽ rút kinh nghiệm để làm đẹp hơn nha. Nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Rồi phần sau là xây, thì hôm xây thì gặp mưa, thì mưa rất lớn nên là rất chi là khổ. Đây anh em xem, em xây mà mưa quá. Đây. Nên là ngày hôm sau mới về quay được. Hôm xây thì không quay được tại mưa to quá, quay không được. Hôm nay em quay lại cho các bác xem đó, em đã xây xong. Thì các bác cô xem rồi bình luận và chia sẻ dùng em ha. Thì một ngày em càng tự tin vào tay nghề thì em làm đẹp hơn. Đấy, cho các bác, chúc các bác vui vẻ nha. Chào các bác, hẹn gặp lại.